Là một trong hai giải đấu quốc tế lớn nhất trong năm của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, Mid-Season Invitational hay còn gọi là MSI đã trở thành thước đo sức mạnh cho những đội tuyển mạnh nhất trong giai đoạn mùa xuân của tất cả khu vực trên toàn thế giới. Giống trống khu chiên là vậy, thế nhưng sự danh giá cũng như sức nặng của danh hiệu vô địch MSI vẫn chưa thể đặt lên bàn cân so với Summoner Cup của chung kết thế giới. Cộng kèm với sự thống trị của EPL trong những năm gần đây, sức hút của giải đấu quốc tế giữa năm này dần suy giảm đối với cộng đồng người hâm mộ. Nhận thức được điều này, liên tiếp những mùa giải MSI gần đây, Red Games đã không ngừng cải tiến, đổi mới thể lệ giải đấu cũng như mở rộng quy mô MSI. Và trong năm nay, Riot tiếp tục áp dụng thêm nhiều thay đổi mới để nâng tầm chất lượng giải đấu. MSI 2024 cũng hứa hẹn sẽ trở thành mùa giải MSI mang tính chất bước ngoặt, trực tiếp quyết định đến cục diện của các khu vực khi đến với chung kết thế giới. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, tổng hợp tất cả những điều bạn cần biết về giải đấu MSI 2024. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và sub cho Lu cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về Liên Minh Huyền Thoại. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Delay lại lao vào tìm kiếm Kuma Yuzi. Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Tổ chức lần đầu vào năm 2015, Mid-Season Invitational, MSI, được cố định lịch vào giữa hai mùa giải xuân hè và chỉ những nhà vô địch mùa xuân của các khu vực trên toàn thế giới mới có quyền tham gia tranh tài. Tuy nhiên, vào năm 2023, với mong muốn gia tăng tính cạnh tranh cho giải đấu, Red Games quyết định sẽ tăng số lượng đội từ 11 lên thành 13 đội. Đội tuyển xếp thứ hai trong các giải mùa xuân của 4 khu vực lớn là LCK, LBL, LEC và LCS cũng sẽ được tham dự MSI. Thể thức loại kép Double Elimination hay còn gọi là thể thức nhánh thắng nhánh thua cũng lần đầu áp dụng ở cả hai giai đoạn của giải đấu, Play-in vòng khởi động và Bracket Stage vòng bảng. Sang đến năm 2024, trong lộ trình phát triển được tung ra, Red Games cũng hé lộ những thông tin mới nhất về giải đấu MSI. Cụ thể, nhà phát triển đã công bố thời gian chính thức diễn ra MSI 2024, đó là từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 19 tháng 5 năm 2024. Quốc gia được lựa chọn đăng cai giải đấu năm nay chính là Trung Quốc. Địa điểm của sự kiện là trung tâm biểu diễn nghệ thuật thính phòng tọa lạc ở thành phố Thành Đô. 12 đội đến từ các khu vực trên thế giới sẽ cùng tụ hội tại Thành Đô để tranh tài cho chức vô địch MSI 2024. Trong đó, 4 khu vực hàng đầu thế giới là LBL, LCK, LEC và LCS có 2 suất tham dự. Trong khi các khu vực khác như LLA, CBLON, BCS và VCS sẽ chỉ có 1 đại diện duy nhất. Đặc quyền dành cho các đội hạt giống số 1, tức các đội vô địch LBL, LCK, LEC và LCS mùa xuân 2024 là vào thẳng vòng bảng. Trong khi đó, những đội còn lại sẽ phải tham dự vòng khởi động. Tương tự như năm 2023, thể thức nhánh thắng thua cũng vẫn sẽ được giữ nguyên ở cả hai giai đoạn khởi động và vòng bảng. Đối với vòng khởi động, 8 đội tham gia sẽ được chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng bao gồm 4 đội. Tất cả các trận đấu diễn ra theo thể thức BO3. Kết thúc vòng khởi động, hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ trở thành chủ nhân của tấm vé tham dự vòng bảng. Tổng cộng sẽ có 4 đội được đi tiếp. Sau khi chung kết LPL mùa xuân 2024 kết thúc, hai hạt giống đại diện khu vực này cũng được xác nhận. Red Games đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu chính thức của vòng khởi động. Theo đó, nhánh A có sự góp mặt của đương kim vô địch thế giới T1, đại diện LLA, Astro Esports, FlyQuest, hạt giống số 2 LCS và BG Talon từ khu vực BCS. Ở nhánh B, đại diện Việt Nam Game Esports sẽ tải ngộ Top Esports, hạt giống số 2 LBL cùng Fnatic, hạt giống số 2 LEC và Lao, đại diện của CBLON. Còn đối với thể thức thi đấu vòng bảng, 8 đội tuyển chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tất cả các trận đấu diễn ra theo thể thức BO5. Hai đội giành chiến thắng chung kết nhánh thắng và nhánh thua sẽ chạm trán với nhau ở trận đấu cuối cùng quyết định ngôi vô địch. Nhìn chung, thể thức khởi động và vòng bảng đều không ghi nhận quá nhiều thay đổi đáng kể so với năm trước, ngoại trừ việc đội hạt giống số 2 của LCK buộc phải chơi vòng khởi động thay vì được đặt cách vào thẳng vòng bảng như T1 năm trước. Năm nay, Red Games đặc biệt gia tăng những quyền lợi cho khu vực nói chung và đội tuyển nói riêng có màn thể hiện xuất sắc MSI. Tính chất quan trọng của giải đấu đã được nâng lên một tầm cao mới. Lần đầu tiên, nhà vô địch MSI chắc chắn sẽ đảm bảo một suất tham dự chung kết thế giới, bên cạnh quyền lợi bổ sung thêm một suất đi chung kết thế giới cho khu vực của họ. Ngoài ra, khu vực có thành tích tốt thứ hai tại MSI sẽ có thêm hạt giống. Lấy MSI 2023 làm ví dụ, Zenon Gaming hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu. Họ nghiễm nhiên đảm bảo LPL sẽ giành được 4 suất tham dự chung kết thế giới. Và nếu áp dụng luật thi đấu của năm nay, Zindong gần như đã có một suất trực tiếp đến với chung kết thế giới. Tuy nhiên, vì Bilibili Gaming, đội Á quân MSI 2023 cũng đến từ LBL, nên LCK trở thành khu vực có thành tích tốt thứ hai, đồng thời giành được thêm một suất đến chung kết thế giới, cụ thể là 4 suất.
Dẫu vậy, để đảm bảo tính cạnh tranh ở mùa hè, Riot Games cũng đưa ra một quy định bổ sung. Nhà vô địch MSI 2024 vẫn sẽ phải nỗ lực để ít nhất lọt vào vòng playoff của giải đấu quốc nội. Vì vậy, bất kỳ sai sót nào dẫn đến việc bỏ lỡ vòng loại trực tiếp sẽ ngay lập tức hủy bỏ suất tham dự chung kết thế giới 2024, khiến các suất của khu vực trở lại cách tính ban đầu. Có thể thấy đây là một điều kiện không thể tuyệt vời hơn dành cho những đội tuyển có phần thể hiện xuất sắc tại MSI, nhất là khi Riot đã thông báo từ trước rằng bắt đầu từ năm 2024, 4 khu vực chính sẽ chỉ có 3 suất tham dự chung kết thế giới và số lượng hạt giống sẽ chỉ được gia tăng dựa trên màn trình diễn của khu vực đó tại MSI. Trong khi đó, các suất dành cho các khu vực VCS, BCS, LLA, CBLON sẽ không thay đổi với lần lượt là 2 và 1 suất. Với việc áp dụng những thay đổi nói trên, cường độ cạnh tranh tại MSI chắc chắn sẽ gia tăng rõ rệt. Các đội tuyển LCK sẽ không thể dương mắt nhìn đại kình địch tiếp tục cướp đi chiếc cúp MSI, đồng thời là cả suất hạt giống số 4 đến với sân chơi Liên minh Huyền thoại lớn nhất hành tinh. Chưa kể những đại diện đến từ lục địa già LEC hay Viện dưỡng lão Bắc Mỹ LCS cũng có thêm động lực để sẵn sàng thách thức những ông lớn. Với LPL, khi chức vô địch MSI có tác động trực tiếp và đáng kể đến chung kết thế giới, những đội tuyển đến từ xứ tỷ dân càng gia tăng quyết tâm giữ gìn những di sản đồ sộ đã gây công xây dựng trong vòng hơn nửa thập kỷ qua tại MSI. Ngoài ra, những đặc quyền gia tăng ở MSI cũng khiến cho những khu vực nhỏ như BCS hay VCS của chúng ta dám đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn để nâng tầm ảnh hưởng của khu vực trên trường quốc tế. Như đã nói, hai khu vực có thành tích tốt nhất sẽ được tăng thêm một suất tham dự chung kết thế giới. Điều này gần như đồng nghĩa với việc hai đội tuyển nào lọt vào vòng chung kết đã mang về thêm một tấm vé đi chung kết thế giới cho khu vực nhà. Vì vậy, đặt giả thuyết rằng nếu như đại diện Liên minh Huyền thoại Việt Nam, Gami Sport, có thể thi đấu ở trận cuối cùng của MSI 2024, thì VCS sẽ có tới 3 đại diện tham dự chung kết thế giới 2024, đánh dấu một bước tiến lớn cho Liên minh Huyền thoại Việt Nam khi ra biển lớn. Tất nhiên, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết, và nhìn vào thực tế, tác động từ những thay đổi của Riot vẫn chưa chắc chắn có hiệu quả đáng kể, bởi Liên minh Huyền thoại vẫn đang là sự thống trị của hai khu vực hàng trung. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, sức hấp dẫn của MSI 2024, thậm chí là cả những giải đấu mùa xuân, cũng sẽ tăng lên đáng kể với những sửa đổi này. Vậy bạn đánh giá sao về những điều chỉnh của Riot Games dành cho MSI 2024? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Và cũng đừng quên để lại một like và sub cho kênh Kulu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.